xin xin kiện chuẩn tộc nhà gái cho họ nhà trai kinh lễ nhập gia. Mai bà mối sang ngõ ý đưa lên mẹ cha và chầu cầu mang qua giam ngõ. Đừng ngại chi anh cứ yên lòng, đợi ngày nào em muốn lấy chồng. Nhớ bảo trước cho anh được biết, lo bà mối ông mai lại ngay. Bỏ chầu cầu xin cưới em về. Em ơi, nếu anh bên cạnh em luôn, chúng ta như cặp uyên ương vang trên đồi yêu thương. Anh ơi, thế gian đâu còn ai hơn, chúng ta xinh đẹp vô ngần, cần trong yêu đâu kém sang giàu. Của hồi môn em cũng không thèm, cũng chẳng kém môn đăng hồ đối, đi một bước xe hơi liền ngay, mà cần sao hai đứa vui hòa. Tiếp theo xin tính trình họ nhà gái, họ nhà trai có đem 6 mâm phẩm vật trước cúng ông bà, sau ông bà hiện tiền dùng lễ thảo với họ nhà trai. Rồi, bánh trong đó có mâm đường, bột ngọt và một mâm là bánh bánh kem. Kiếm ông mai bà mối sang ngõ ý thưa lên mẹ cha và chầu cầu mang qua dặm ngõ. Đừng ngại chi anh cứ yên lòng, đợi ngày nào em muốn lấy chồng. Nhớ bảo trước cho anh được biết, lo bà mối ông mai lại ngay. Bỏ chầu cầu xin cưới em về. Em ơi, nếu anh bên cạnh em luôn, như cặp uyên ương hát vang trên đồi yêu thương. Anh ơi, thế gian đâu còn ai hơn, chúng ta xinh đẹp vô ngần, cần trong yêu đâu kém sang giàu. Của hồi môn em cũng không thèm, cũng chẳng kém môn đăng hồ đối, đi một bước xe hơi liền ngay, mà cần sao hai đứa vui hòa. Mà cần sao hai đứa vui hòa. Tiếp theo xin họ nhà gái cho chú rể làm lễ ông bà, và đồng thời tiếp theo là lên đèn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, sẽ gươm mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi, tình tú trời cao thành vương miền xa. Đẹp nụ cười quấn vương với, và lâu đài mang tên
Trinh, Trinh là coi như họ nhà trai mẹ chồng cho nữ trang cho cô dâu. Giờ tiếp theo bỏ ra con em. Coi như mẹ chồng cho nàng dâu gồm là 11 chỉ vàng, trong đó có là 10 chỉ và 24, gồm bông với chiền lắc, và một chỉ là vàng 18 là cặp nhẫn, và đồng thời tiền là coi như gồm là 20 triệu, trong đó là triệu bữa ăn và đồ trang trí cô dâu, là coi như cũng xin phép nói luôn là coi như đồ là coi như quần áo, là coi như cho tiền là cô dâu sắm quần áo chứ không có nhà họ nhà trai không có sắm, vì ý thích thời đại bây giờ là coi như phụ nữ bây giờ là con em đó là coi như thích, nhiều khi nó thích màu này vải kia đồ đó thì để cho tự cho cô dâu chọn. Còn trong đó có tiền triệu lễ cưới gồm là 20 triệu, còn mùng mền thì tôi cũng xin nói luôn là coi như họ nhà gái không sắm mà để cho bên nhà trai sắm, coi như mùng, ví dụ mùng đẹp mùng xấu gì đó thì coi như lát nữa bên nhà chồng sắm chứ coi như bên nhà gái khỏi sắm. Trình bên quý bà là coi như mẹ chồng cho nàng dâu là gồm là 11 chỉ, trong đó có một chỉ là vàng 18 đôi bông lắc và dây chuyền là một cây, và còn cặp một chỉ cặp nhẫn, và đồng thời tiền thì gồm 20 triệu, trong đó có trang trí cô dâu và sắm quần áo, và triệu tiền lễ cưới gồm là 20 triệu, còn mùng mền thì coi như họ nhà gái khỏi sắm, vì bây giờ thời đại bây giờ là con em bây giờ là nhiều khi nó thích màu này màu kia, mà nếu mình dắt cô dâu hoặc mình tự sắm thì coi như nhiều khi con em nó không thích, nên thành ra buộc là đằng họ nhà trai là coi như cho tự do cho cô dâu sắm gì thì mặc nấy, chứ họ nhà trai không có bắt buộc.
trai đã quà cho cô dâu rồi thì xin phép là cho ra mắt. Trời ơi, mới mừng hết luôn, hết à? Ông ngoại, ngoại cửa ông ngoại nào đấy? Đây bà nội, rồi bên kia bà ngoại, giờ mình xin nội với ngoại. Cũng ly được chứ bà, cũng quá cũng nữa cũng kêu dữ lắm. Lâu lâu có lần uống cho hết đi. Đáng đi mới được chứ. Thôi đi mấy bà này chế đi. Uống như từ đó về đi. Cũ mới. À, vậy hai bà cụ trước đi. Hai bà cụ đi. Bữa nay vậy tôi làm vậy là tôi chặn hết chân coi ra nhà gái của mình. Ơi. Hơi dài quá ha. Thấy ra đây đứt còn cháu nữa, hai bà này nữa, bà năm bà sáu nữa. Nữa nữa chắc mình. Này đi hết rồi. Bà năm bà sáu. Ăn đâu nha, hết rồi còn cháu lấy cái gì nha. Hết đi càng tình càng nghĩa. Thì hôm nay coi như cuộc lễ cũng xong, nhưng mà giờ cho cũng như hai anh xui là dùng mỗi người dùng cái rượu để công nhận là một bên đó là được dâu, một bên này được rể. Vậy xin mời hai anh xui hai con dân hai cha. Đã đến như một giấc mơ thần tiên, tình kết duyên đẹp đôi. Hai mẹ bữa nay là coi như mình vui được rể và được dâu. Coi như kể giờ từ giờ phút này là coi như được hai con, được phép kêu cha mẹ hai bên hết. Tình nhân âu im dưới trăng vàng, trong gió xu bao lời hứa hẹn. Tình đã đến như một giấc mơ thần tiên, tình kết duyên đẹp đôi. Cha mẹ đôi bên đến rất vui mừng, cùng chúc cho hai họ vững bền. Đã chồng vậy trước trình với họ nhà gái thì coi như hôm nay cuộc lễ và đồng thời đã nhận thiệp, nhưng mà giờ cho tôi trình bên ngoài là coi như nhân dịp coi như 30/4 thì mình không tính ngày giờ, ngày thì có ngày nhưng mà giờ tính là 30/4 là tức là 1/5 của ngày dương lịch, và đồng thời âm lịch của mình là coi như 24/25 4 giờ sáng là ngày 25 họ nhà trai đến họ nhà gái để bước giờ làm lễ cưới dâu. Ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. 10 ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng thơ em đêm,
đầu năm hoa lá.